rồi không được thì lại bắt nó là phải qua lại với một con nào đấy, xong rồi phải bắt là cả nhà cùng hùa vào nhau lừa để che giấu cho nó. Thế nó nói là không phải thì lại bảo là mọi người cùng nhau bao che. Ô thế đéo hiểu là muốn cái gì luôn ấy. Cái áo thì cả một nhóm mặc, fan nào ấy, fan FC nào gửi về trong Sài Gòn ấy, 6 cái mang về nhà, mình mặc một cái. Con Linh, thằng Quỳnh mặc mãi không sao. Hôm qua thằng Đạt Con mặc mãi không sao. Tự nhiên vừa mặc đến đây chờ một hôm quay clip cái kêu ta mặc áo của thằng Đạt. Thế đầu óc chúng mày bị làm sao vậy? Kiểu như là chỉ muốn tin những cái gì mà mình nghĩ ấy. Mặc dù là nó kiểu nó hãm đến đâu đi chăng nữa cũng không cần biết ý. Kiểu chỉ hóng hớt phớt của người khác thôi, thấy người khác hơn mình, có cái cuộc sống hơn mình là không chịu được. Cho nên là phải tìm những cái lỗi sai của người khác để bắt lỗi. Kiểu bị hãm vừa vừa thôi. Đúng. Nhịn quá rồi lại... Ok, cái thằng kia cứ thêm mắm dặm muối vào. Ủa chúng mày bị dở người à? Mà kể cả những cái đứa nhá, những cái đứa nào mà nói là từ lúc tao làm với thằng Đạt mà công việc của nó đi xuống, rồi là hình ảnh của nó đi xuống, cho chúng mày biết là tao làm với thằng Đạt từ bao giờ chưa? Có biết là từ sau khi đấy nó hình ảnh của nó như thế nào, thu nhập của nó như thế nào, mọi thứ của nó như thế nào không? Mọi thứ của nó đi xuống ấy thì nó lấy đâu ra ra tiền nó xây nhà cho mọi người ấy? Hả? Hay là nó tại vì sao nó phải giữ ở bên cạnh một cái người mà làm cho nó đi xuống ở trong công việc vậy? Rồi là những đứa tưởng tượng ra ta đang hại thằng Đạt ấy, ủa chứ bây giờ nó trả lương cho mình, lợi nhuận của nó cũng là lợi nhuận của mình, thì ta hại nó để làm cái gì? Hả, ta bị rảnh à hay sao? Đi cùng thì bảo là có tình cảm riêng tư, tìm cách phá hoại, xong không đi cùng thì bảo là không làm hết trách nhiệm. Rồi cái trách nhiệm của chúng mày hay là từ xưa đây, ngày xưa ấy, lúc mà ta bắt đầu làm ấy, thằng Đạt nó nói một câu là từ trước đến nay rất là nhiều người xung quanh em muốn làm quản lý của em, nhưng mà em cảm thấy người ta chỉ muốn lợi dụng em thôi, cho nên là em không muốn. Em sợ bị người khác lợi dụng về chuyện tiền bạc, cho nên là em tránh. Cho nên là khi mà bây giờ chị về làm ý, vì là chị chưa bao giờ chị xuất hiện cả, cho nên là mọi người không biết chị là ai, thì mọi người sẽ có rất là nhiều thắc mắc. Mà thực ra ý, cái đời sống của ta nó cũng không phải là ở trên mạng, nó không phải online, không kiếm tiền ở đây, không ảnh hưởng gì cả. Ta có hàng trăm hàng nghìn bạn bè ngoài ấy, mà làm sao tao phải quan tâm đến cái việc là ở trên mạng chúng mày nói cái gì. TikTok của tao đối với tao chỉ để một là chơi, thích up cái gì. Ô thế nói tao mày mà là tục tĩu á, thế quản lý thì phải gọi bố gọi mẹ à hay là như nào? Thế chúng mày chửi tao thì được, còn tao gọi tao mày thì không được. Hãm hôn người ta thân thiện đấy, mọi mày người hàng trăm người đi vào, hàng trăm cái comment chửi thì được, chửi người khác đủ các kiểu thì được. Tao mày từ ngữ gọi là thân thiết á, bị làm sao ấy. Xong rồi bắt đầu kêu là từ ngày chị xuất hiện thì tình cảm của chúng nó dặn ấy. Mẹ ta quản lý nó từ cái lúc mà chúng nó còn chưa gặp nhau, từ cái đời tam đại nào, xong chúng nó gặp nhau đến một lần hai lần nó yêu nhau, nó chia tay rồi chán chê rồi mình vẫn làm với nó. Không hiểu tại sao kêu từ ngày gặp nhau mới như thế. Thế bây giờ chúng mày idol ai thì chúng mày nghĩ là người ta bị dở hơi hay sao mà chúng mày cứ nghĩ là tao điều khiển nó, rồi là tao mẹ có đứa con bảo tao bỏ bùa nó. Tao hiểu là bùa gì cơ. Mấy con bỏ acid này. Chủ với trả nhà. Hãm. Xong rồi còn đến vụ báo chí. Sao cứ kêu xử lý truyền thông không tốt. Thế bạn đã bao giờ thấy thằng Đạt nó lên báo trước đấy chưa? Hàng trăm hàng nghìn bài báo bây giờ nhá, nhà người ta lên tiếng, lên like, mặt người ta, nhà người ta lấy thông tin ở trên đấy để người ta đăng. Thì bây giờ cái một là sự việc nó lên thì phải lên ngay lập tức, chứ còn cái sự việc nó qua lâu rồi chả ai có thời gian hơi đâu. Báo chí nó chỉ dành cho mỗi chúng mày hay sao? Tin hot thì người ta mới đăng chứ. Thế cái tin mẹ qua từ cái đời tám thánh nào rồi, một tháng nào rồi tự nhiên bắt người ta đăng là đăng à? Bảo người ta đăng là đăng à? Thế đứa nào bảo người ta đăng thì gửi hết chứng cứ lên bảo người ta đăng cho. Báo ok. Người ta cũng kiếm tiền. Mà báo chí bây giờ người ta biết chúng mày là ai? Cái nhà kia, cái con kia kêu gửi cho người ta, gửi mày dùng account giả mày gửi chứng cứ cho người ta biết mày là ai mà mày bảo người ta đăng lên.
Giờ ta có tài khoản sao kể ở con Harry đây còn bảo người ta đăng, người ta còn chẳng đăng được nữa là. Chị không, không phải là người ta, không phải là, thôi không cần. Không phải là người nhà, người nào lên tiếng thì người đấy đính chính. Chứ phải thích lên là lên, lên rồi ai đọc, ai quan tâm. Mà cái loại đã ghen ăn tức ở ấy, đã không hiểu biết gì về người ta ấy, chỉ muốn là xem người ta vấp ngã, có khi chả biết thằng nào là thằng nào, cứ nghe thấy 400 triệu cứ vào chửi hùa nhau như thế thôi, chả biết cái gì cả. Thế xong rồi lại bảo là cái gì nhở? Thế xong rồi lại bảo là đính chính. Đính chính hàng bao nhiêu lần rồi? Ngay lập tức cái ngày hôm đấy là ngày hôm sau đã lên báo đính chính rồi, là không phải mình. Mẹ đúng rồi, họa rơi vào đầu. Thế đính chính rồi, bây giờ còn đính chính như nào nữa? Thế cái người phát ngôn là ai mà bây giờ lại bảo là cái người bị hại đi lên viết bài đính chính vậy? Bọn này nó bị làm sao ấy? Không biết là bao nhiêu tuổi, học hành đến bao nhiêu, nhưng mà kiểu nhiều đứa nó bị làm sao ấy. Cái like của bé Bống nhá, là hôm đấy chị với thằng Phong đang ngồi ở tầng 1. Hello bé Lương. Chị với cả thằng Phong đang ngồi ở tầng 1 và gọi thằng Đạt dậy, nhưng mà chưa đi vào phòng của nó. Thì một lúc sau đang ngồi ở tầng 1 like thì Bống nó mới xuống, nó đập cửa, mới bảo nó là con đập mạnh lên. Thế xong rồi nó mới bảo là, nó bảo cái gì nhỉ, quên rồi. Chị mới bảo là con đập mạnh lên bố con mới nghe thấy. Thì nó bảo là con sợ cái cô kia ồn, cô kia cô ấy giận. Chị mới hỏi là cô nào, nó bảo là cái cô hôm qua ý. Cái cô hôm qua ngủ với bố con ý. Thì con bé đấy nó là con nuôi của một cái chị chơi thân với cả Đạt, là hôm trước là quay MV thì nó có qua, nó có qua đây. Đạt toàn gặp vạ mồm á, thế ai là người nói? Tao nói à hay sao? Tao nói hay thằng Đạt nói? Nó nể anh nể em, nó không nói. Thì chúng mày lại bảo là tại vì từ lúc tao quản lý, rồi từ lúc tao quản lý thì ai nói? Vấn đề là ai nói hả? Những cái lúc vạ mồm đấy là ai nói? Nó nói à hay sao? Tao lại còn không những tao giải quyết chuyện của nó, bây giờ tao lại còn phải giải quyết cả cái chuyện tình cảm cá nhân của nó nữa. Xong nhiều đứa lại còn kêu là chị phải đính chính. Ô thế cái chuyện tình cảm cá nhân của nó, yêu đương của nó thì liên quan gì đến tao kia? Chúng mày bị làm sao đây? Thế xong rồi đến lúc mà chị em hỏi nhau, hỏi thăm nhau thì lại bảo là chuyện tình cảm cá nhân chị làm quản lý chị xem vào làm gì. Thế đéo hiểu là muốn gì luôn ấy. Thật nhiều bọn không thể nào mà sống được vừa lòng chúng mày. Bánh tráng hay mặt đúng không? Thì đúng rồi, chuyện con Bông nó mới bảo là cái gì nhở? Nó mới bảo như thế. Thì hóa ra một lúc sau đi lên trên kia thì chả có ai, thằng Đạt nó đang ngủ. Nhưng mà là vì cái con bé đấy là tối hôm trước ăn, nó đi về muộn, và lúc đấy cái Bống nó đi ngủ rồi, cho nên là nó tưởng là con bé đấy nó ở lại nhà. Tại vì nó chỉ là một đứa trẻ con thôi, và nó tưởng như thế. Nó tưởng như thế thì nó mới phải đập cửa, nó mới phải nói chứ. Còn bọn ta đang ở tầng 1, ta đang ở tầng 1 mà lại nghe thế nào mà lại thành là ta đang ngủ ở trong phòng vậy? Không thấy một đứa đang ở tầng 1, một đứa đang ngủ ở tầng 2 à? Cứ toàn tự tưởng tượng ra. Còn chúng mày không phải dập dình, nếu nào có video thì viết gửi ra đây. Mệt thật sự. Cái này up TikTok được không ạ? Có acid đâu vào đây comment. Vấn đề tình cảm cá nhân đó đã đem danh tiếng đến cho Đạt và cả gia đình villa, giờ nổi rồi thì phủi. Ở đây ý, thằng Đạt có bao nhiêu fan của thằng Đạt vậy? Trước khi mà nó có người yêu thì nó là người không ai biết đến à hay sao? Hay là fan của nó toàn người Indo, chúng mày bị sao đấy? Bây giờ ví dụ nó yêu một cái người nào đấy, nếu như mà fan của nó toàn là fan của người đấy đổ sang ấy, thì hãng gọi là nổi tiếng nhờ người đấy. Còn trước đấy nó có bao nhiêu fan chúng mày có biết không? Mà bây giờ nhá, đâu có ai cấm. Bây giờ ai yêu ai, ai yêu thích ai thì cứ yêu thích thôi mà. Mà sao tao không hiểu tư duy của chúng mày bị làm sao? Nếu như mà nó đang có lợi, nó đang nổi rồi, mà nó mà là thật sự là một cái đứa mà muốn lợi dụng ý, thì nó cứ tiếp tục chứ việc gì nó phải bỏ nhau. Ok. Chị không phủ nhận bất cứ một cái gì. Chị không phủ nhận bất cứ một cái gì nhá. Mà chị đang hỏi là tư tưởng của những cái đứa nó suy nghĩ như vậy ý,
Thì nó nghĩ rằng là không có một, bình thường là đạt nó không có một 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 fan nào hay sao mà lại suy nghĩ như thế. Còn mọi người đừng có nhận vơ bất cứ một cái gì về bản thân mình, xong rồi tự đi gây toxic, xong rồi tự tưởng tượng ra là người ta có ý này, người ta có ý kia. Đừng tự tưởng tượng, bớt vơ vào người mình. Vốn dĩ cái chuyện tình cảm ấy nó chả liên quan gì đến tao đâu, nhưng mà chúng mày cứ lôi tao vào nhiều quá ấy. Hết mẹ mợ chủ rồi là 92 có hợp tuổi với 94 hay không ấy. Hãm nó vừa vừa thôi. Xong rồi người ta không nói thì lại ngồi đạo diễn ra. Đến lúc người ta nói là không liên quan thì lại bảo là người ta toxic. Ta chẳng toxic ai cả. Ta chỉ bảo là cái tư duy của chúng mày nó buồn cười thôi. Chứ còn chẳng có ai là xấu trong cái câu chuyện này hết. Rồi là mấy cái tin chị Phương à, chị Phương Jin gặp May xong rồi các thứ à. Cái May chị gặp được nó một lần từ lúc mới quen. Còn về sau đấy chả bao giờ không có một ai liên lạc với nó. Còn nó vẫn chơi với mấy đứa ở trong nhóm. Tại vì ngày xưa chúng nó là chị em chơi thân với nhau thì chúng nó vẫn chơi thôi. Mình cấm làm cái gì. Thế còn chị Phương thì còn chưa bao giờ gặp nó, không quen không biết gì cả. Giờ chúng mày làm sao, chúng acid đâu hết rồi, không vào đây mà chửi đi. Ok. Không vào Lai Thành à? Acid đâu? Là cái mình quá, cuối này cuối. Xong rồi lại bắt đầu chị thật là quyền lực, xong rồi mọi người đều bênh chị. Xong rồi đến lúc mà không ai, mà tao ghét nhất những cái đứa nào biện chuyện về tao nhá, xong rồi lại còn nói những cái chuyện kiểu chuyện cá nhân, chuyện tình cảm ý. Tao đi đâu, tao yêu ai, nó là việc của tao. Những đứa nào mà nhảy dựng lông lên mà nói tao để làm cái gì vậy, chúng mày có cái quyền gì vậy, chúng mày có quen biết gì tao, chúng mày có biết gì về chuyện của tao không? Một là biết ý, nhắn tin thẳng cho tao lên này. Số điện thoại của tao có trên tất cả Facebook của chúng nó mà. Tại sao lại có cái sự gọi là vô duyên hãm lờ đến như vậy? Tại sao nói đến cái chuyện cá nhân của người khác, chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Tao nể mặt ý, nó chỉ vì là đấy là mối quan hệ anh em bạn bè với cả em mình nó tôn trọng thì mình cũng không muốn làm khó nó thôi, chứ chúng mày là cái gì đối với tao? Nói luôn nó nhanh, tuổi gì mà nói chuyện vậy? Người ta nhịn để tưởng người ta bị ngu, người ta bị điếc rồi lấy cái gì ra, rồi lấy cái động lực gì ra? Trên đời này chỉ có một là vì tiền hay là vì tình thì mới nói lắm được như thế thôi. Rồi lấy cái động lực gì ra để mà nói một cái người không liên quan đến mình, cái việc không liên quan đến mình như thế. Nói câu trước thì vả vào mồm câu sau. Nhắc lại một lần nữa là tao không chơi với cả cái May. Không chơi, không biết gì hết. Có biết mặt, biết tên, chấm hết. Xong rồi lại cứ hỏi là không làm gì sao có người ta nói. Có một đứa đần độn nói thì xong rồi nhiều đứa đần độn nghe theo ấy. Xong rồi hóng hớt đi, không biết có chuyện gì cũng nói ấy. Ai được kia đi về à? Tìm chưa? Chúng mày biết là quen nhau từ bao giờ không? Biết là ai chạy qua tìm ai không? Biết là tao nói chuyện với nhau như thế nào không? Mà kể cả là tao có tìm đi chăng nữa, bảo tao im mồm đi cái. Đừng trong nhà mà sửa nữa, ồn ào.
mà tao đi sang thì là việc của chúng mày à? Sao không dùng nick chính mà chửi? Toàn là cứ thấy nói một cái hôm gì xong rồi lên một loạt nick phụ, xong rồi toàn lên, xong rồi xóa, lên xong rồi xóa, xong rồi nói thì lại hơi lỗi, hơi vấp một tí. Thế là lại phải viết lại. Cái việc không liên quan đến mình thì dựng lông lên mà chửi, cái việc liên quan đến mình thì lại phải nhờ người khác nói hộ. Mệt lắm. Tao nói cho tụi mày biết nha, cứ tưởng ai xít nha. Tao lọc mà đấy, cái từ lông như kèm á.